phóng sanh được thoát nạn. Ở Đài Loan có nữ cư sĩ tên là Duy Trung. Cô ấy là một Phật tử rất tín tâm và tuần thành. Chỉ cần khi nào chùa có tổ chức phóng sanh là cô đều là người đầu tiên tham gia, buổi nào cũng không vắng mặt. Chim non à, sau này Bi phải cẩn thận, đừng để bị bắt nữa nha. Chị Duy Trung, tôi biết thế nào hôm nay chị cũng sẽ đến đây phóng sanh, nên tôi cố tình đến đây để tìm chị đó. Đúng rồi, lần nào phóng sanh tôi cũng tham gia hết. Mà anh tìm tôi có việc gì không vậy? Người bạn đời của tôi nghe nói lần nào phóng sanh chị cũng tham gia, hơn nữa mười mấy năm như một ngày, nên rất ngưỡng mộ chị đó. Cho nên tôi đặc biệt dẫn cô ấy đến đây để gặp chị. Xin chào chị Duy Trung. Xin chào. Thật ra phóng sanh là một việc tốt mà ai cũng nên làm hết, có gì đáng đâu mà phải khen ngợi chứ. Hai người không nên nói quá là như vậy đâu. Nhưng mà không có mấy ai theo đuổi được bền lâu cả. Kiên trì giống chị Duy Trung đây, mười mấy năm như một ngày, thật là rất hiếm có. Chị Duy Trung, nhân duyên nào mà chị học Phật vậy, lại còn giúp chị có thể bền lòng phóng sanh lâu như vậy nữa? Nhân duyên này phải nói từ nhiều năm trước, khi chị đang mang thai. Nhớ lại năm đó, chị sanh con bị băng huyết. Sau đó, vì truyền máu, bà bị nhiễm viêm gan siêu vi C, khiến chị bị sơ gan. Bác sĩ, tình trạng của vợ tôi như thế nào vậy? Hiện giờ số lượng tiểu cầu, bạch huyết cầu của cô ấy thấp hơn 1/3 so với người bình thường. Thân thể hư nhược, nhất định phải tĩnh dưỡng nhiều. Dạ. Nhưng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vợ ơi, nè, uống canh gà nha. Bây giờ em rất yếu, phải bồi dưỡng thêm nhiều dinh dưỡng. Giờ em không muốn ăn gì hết, anh cứ để đó cho em đi. Ừ, được rồi. Duy Trung, giờ em thấy sao rồi? Chị Trương, em vẫn thấy người rất là mệt mỏi. Chị Trương, em vừa mới hầm canh gà định tầm bổ cho cô ấy đó. Sao lại cho cô ấy ăn canh gà chứ? Tại sao lại không cho cô ấy ăn canh gà chứ? Sao cậu lại hồ đồ như vậy chứ? Sức khỏe của Duy Trung sở dĩ bị như vậy đều là do nhân quả nghiệp báo cả. Phải biết tất cả chúng sanh không chỉ là cha mẹ từ nhiều kiếp trong quá khứ của chúng ta, mà còn là vị Phật tương lai. Nếu cậu có thể cứu nó một mạng, vậy cậu cũng chính là Bồ Tát rồi. Nhưng mà Duy Trung, cô ấy đâu có làm việc gì xấu đâu. Đúng vậy, em chưa từng làm việc gì ác hết. Bình thường ăn thịt đã lại gián tiếp sát sanh rồi, cho nên giờ em mới gặp phải quả báo này đó. Hả? Vậy giờ em phải làm sao đây? Việc đã đến nước này, chỉ còn nước phóng sanh và hộ sanh, như vậy mới có thể giảm được những chứng nặng đề. Công đức phóng sanh của em hôm nay, sau này chắc chắn sẽ được thiện nghiệp tuần hoàn, cho nên em hãy làm liền đi. Từ đó trở đi, chị bắt đầu học Phật và thường tham gia phóng sanh. Em muốn đi đâu vậy? Em muốn tham gia pháp hội phóng sanh. Có thể em vừa mới có chuyển biến tốt hơn một chút, hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Phóng sanh là việc làm cứu mạng, cũng để sám hối tội lỗi sát sanh trong quá khứ của mình. Em phải tham gia ngay. Ban đầu, người nhà của chị không đồng ý cho chị đi dự lễ phóng sanh. Nhưng mà sau này xảy ra một chuyện khiến họ chấp nhận việc làm của chị. Ồ, đó là việc gì vậy chị? Năm đó, gan của chị có khối u 0.9cm. Ây trời, pháp hội phóng sanh hôm nay rất lớn, em nhất định phải đi. Em bệnh đến mức này rồi, còn muốn đi phóng sanh để làm gì nữa chứ? Em sợ dĩ mắc bệnh nặng như vậy đều là do nghiệp sát sanh từ kiếp trước mà ra. Em nghĩ chỉ có phóng sanh mới giúp em tai qua nạn khỏi lần này. Được rồi, nếu em đã kiên quyết như vậy, vậy để anh đi với em. Vậy tốt quá.
Sau khi chị tham gia đại pháp hộ phóng sanh đó không bao lâu, khối u gan của chị giống như là kỳ tích đột nhiên biến mất. Thật là kỳ lạ, khối u của vợ anh không còn nữa. Tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp đặc biệt như vậy. Thật không? Trời ơi, tốt quá! Em đã nói rồi mà, chỉ cần em kiên trì phóng sanh, nhất định sẽ được quả báo tốt. Cảm ơn Phật Bồ Tát. Chính nhờ sự kiện đó mà chồng chị cũng bắt đầu ủng hộ chị phóng sanh. Chuyện này thật khó tưởng tượng, nhất định là do chị có thành tâm phóng sanh nên mới được quả báo thiện lành như vậy đó chị. Em không biết à, vì chị Di Trung thành tâm phóng sanh mà con của chị ấy cũng có một lần nhờ đó và thoát được nguy hiểm đó. Chị cơ, chị có thể kể cho em nghe tỉ mỉ chuyện đó có được không? Chuyện đó xảy ra vào ngày con trai của chị kết hôn. Mẹ ơi, chuyện hôn lễ mọi người bàn bạc tới đâu rồi mẹ? Mẹ cũng đang tính bàn với con đây nè. Tiệc cưới của con mẹ đãi chay có được không con? Đãi chay? Mẹ, bạn bè người thân của chúng ta có bao nhiêu người ăn chay đâu chứ. Đãi chay không được đâu. Con à, mấy năm nay mẹ chuyên phóng sanh và ăn chay. Nếu như tổ chức tiệc mà phải sát sanh, mẹ thực tình không chịu được. Nếu làm vậy, chẳng phải mẹ phóng sanh mấy lâu nay là vô nghĩa hay sao? Huống chi vì là một bữa tiệc hỷ mà giết hại biết bao nhiêu sanh mạng, con không cảm thấy tàn nhẫn và độc ác quá hay sao? Được rồi, cứ nghe theo mẹ, đổi thành tiệc chay đi. Cuối cùng, con trai của chị cũng đồng ý dùng tiệc chay thiết đãi mà khách mời trong ngày hôm ấy, cả chủ khách đều rất hoan hỷ, hài hòa viên mãn. Bữa tiệc chay này cũng gián tiếp giúp con chị gieo xuống hạt giống tốt lành. Mẹ ơi, con đi làm nha. Ừ, đi đường nhớ chú ý xe cộ đó con. Dạ rồi, con đi trước đây. Chết rồi. Ôi trời ơi. Ai gì đạo Phật, nguy hiểm quá. Dù tai nạn giao thông lần đó có rất nhiều người bị thương, chỉ có con trai chị là kinh hoảng một chút, tuyệt nhiên không có chút thương tích gì. Đây khẳng định chính là nhờ có Phật lực gia hộ nên con chị mới được bình an vô sự, tránh được nguy hiểm lần đó. Điều này càng củng cố thêm quyết tâm trì chú học Phật và phóng sanh của chị. Chỉ có bền lòng phóng sanh mới có được quả báo tốt lành và được chư Phật gia hộ. Chị Di Trung, hôm nay em nghe được chuyện của chị, chúng em hiểu ra được rất nhiều thứ. Sau này chúng em cũng sẽ duy trì và bền bỉ với việc phóng sanh để sám hối những sát nghiệp đã tạo trong quá khứ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A